Có câu nói rất hay như này: đôi mắt là để tìm đúng người, không phải để khóc cho người làm bạn tổn thương. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu không vào ngày hôm nay thì sẽ là một ngày nào đó. Trong số phát thanh cảm xúc tối nay, Lock Radio xin gửi tới các thính giả thân thương những tác phẩm của các độc giả Cecilia, Lạc Yên và Đàm Quỳnh Ngân. Hơn 1.400 ngày em ôm trọn niềm thương. Mãi rất lâu về sau em mới nhận ra mình đã cho phép người bước vào cuộc đời của em từ giây phút đó rồi. Hạt giống tình yêu của em đã chớm nở từ cái nắm tay đầu tiên, dù em chẳng hề hay biết. Khi đất trời vào tháng 11, em biết rằng mình một lần nữa đi ngược thời gian để về với mùa thu năm ấy. Em bước xuống sân ga Đà Nẵng vào đêm muộn, mặc cho xung quanh là tiếng trẻ con òa lên khóc vì thức giấc. Trường năng lượng cực thấp bao trùm trên khuôn mặt những người lớn vì mệt mỏi. Em hớn hở vừa đi vừa nhắn tin cho người rằng cuối cùng đã được cùng anh hít chung một bầu không khí rồi. Hôm ấy không có mưa phùn, không có gió nhẹ, chỉ là một ngày thu nóng nực của miền Trung, nhưng tâm hồn của em dường như có gió thoảng qua. Có một điều này người chưa từng biết, rằng em đã có hảo cảm với người ngay từ lần đầu nghe giọng nói của người. Trong nhật ký lần đầu gặp gỡ, em đã viết: giọng anh nghe rất êm tai, cao độ và ngữ điệu vừa phải, thể hiện sự tự tin và khả năng kiểm soát. Câu từ gãy gọn, chứng tỏ là người khéo giao tiếp, cũng chứng tỏ là người có sự thông minh, không ở mức nhất định. Quả đúng là chất giọng mà tôi yêu thích. Kỳ lạ là tính cách của em, kỳ lạ cũng là thời tiết Đà Nẵng. Tối hôm nay còn nóng nực đó, tối hôm sau đã trở nên lạnh buốt. Ngồi sau xe, người em có từng cơn sởn gai ốc, nhưng vẫn cứng đầu bảo thân nhiệt em cao lắm, em là đứa không biết đau, không biết lạnh, thời tiết này sao làm khó được em. Trên chiếc búp rooftop cạnh con sông Hàn nổi tiếng, viên đá trong ly rượu của em tan ra theo từng câu chuyện về sở thích, về những mối quan hệ, về quan điểm tình yêu, công việc, cuộc sống. Em đã không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn nói thật. Khi đó, người ngồi đối diện em, đôi mắt nhìn thấu mọi lời nói dối của em, nhưng đôi môi luôn khẽ che đậy nó lại bằng một ngụm chật khuyệu là. Em vừa lo lắng muốn thoát khỏi sự dối trá của mình, vừa cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi sự hấp dẫn nguy hiểm từng người. Nhưng mà có phải chỉ mình em? Vì từ hôm đó cả hai đều rơi vào một lưới tình chẳng thể nào gỡ được. Em thích cách người nhìn em, dù điều đó khiến em mất tự nhiên, nhưng ít ra nó thể hiện người có để tâm, có chú ý, có hứng thú, có ý đồ thu hút lại em. Em rất muốn nhìn thấu người, nhìn thấu những xúc cảm lộn xộn mà người đã gây ra nơi em chỉ trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi. Em thích cách người sờ lên hình xăm của em và nói anh thích nó, muốn sờ nó mãi thôi. Cách người nắm bàn tay phải của em và men theo những đường chỉ tay trên nó khi nghe em khoác lác về số mệnh. Người từng hỏi em ấn tượng của em về người là gì. Sự bối rối và lần nữa không thành thật đã khiến em thốt lên hai chữ phúc hậu. Ngày giờ phút em nói từ đó ra, em đã tự cảm thấy hổ thẹn với danh xưng cử nhân báo chí của mình. Nhận xét này còn ngốc nghếch hơn cả việc em không nhớ mình đã chọn loại rượu gì. Có lẽ em đã chỉ có hứng thú với người như cách mà con người ta cảm thấy hứng thú với những thứ mới mẻ. Nhưng trong khoảnh khắc cầu sông Hàn chuyển nhịp, từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, người kêu em nắm lấy tay để người dắt qua đường, em thấy mình như băng qua những thước phim của Vương Gia Vệ. Tay người mềm mại và ấm nóng phủ lấy cổ tay gầy gò của em, xuyên qua hàng rào phòng thủ cuối cùng của em, trong khi em quên mất phòng bị. Em đã thu hết can đảm, chủ động đề nghị người rằng anh có muốn tìm hiểu em kỹ hơn chút nữa không? Có trời mới biết, đó là lần đầu tiên em biết được thân nhiệt của mình có thể cao đến nhường nào, đến mức em tưởng như hai má mình có thể nổ lách tách như than hồng. Jane Austen đã từng nói gì? Trí tưởng tượng của phụ nữ thật là nhanh, nó nhảy từ cảm mến sang tình yêu, từ tình yêu sang hôn nhân chỉ trong giây lát. Mãi rất lâu về sau, em mới nhận ra mình đã cho phép người bước vào cuộc đời em từ giây phút đó rồi.
Hạt giống tình yêu của em đã chớm nở từ cái nắm tay đầu tiên, dù em chẳng hề hay biết. Nhưng thường những thứ chớm đến sẽ chớm đi. Vào một ngày tháng 12, khi em vừa đưa tay mở cửa sổ đón lấy đợt không khí đầu đông tràn về, những dòng tin lạnh lùng của người như theo gió mùa ào ạt lấp kín căn phòng em. Người nói rằng sự bận rộn của người muốn thời gian của em không tương hỗ với nhau. Người muốn giai đoạn này toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Người muốn đôi ta dừng lại bằng tất cả yếu đuối của một cô gái yêu lần đầu. Em chẳng thể kìm mình lại để hỏi người lần cuối: chúng ta phải thực sự chia tay sao? Anh chưa từng thực sự yêu em phải không? Và người không hề để tâm đến nỗ lực níu kéo từ em, vì với người, chúng ta chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, tình cảm không nhiều, em sẽ quên được anh thôi. Người không hề tin rằng em đã yêu nhiều hơn thế. Em gom hết tất cả kiêu hãnh để không cho phép mình tiếp tục níu kéo hay bi lụy. Nhưng mùa đông rơi xuống, ngày mà em quyết định rằng sẽ để người đi, tháp chuông nhà thờ đổ tiếng chuông chiều não nề. Những đám mây đen nặng trĩu chực chờ nhấn thành phố trong dòng nước xối xả. Em tự hỏi làm sao người ta có thể thoát ra khỏi những cảm xúc nhớ nhung và thất tình mãnh liệt, rồi chỉ đôi tháng sau đã có thể tiến đến mối tình mới. Còn đối với em quá kiêu hãnh để có thể cho phép mình đi qua mối tình đầu một cách chóng vánh. Em đã giữ mãi bức ảnh cái nắm tay lần đầu, và cho đến nay đó vẫn là bức ảnh duy nhất hai đứa có với nhau. Em thường xuyên áp bàn tay của mình vào đó để nghe tim run rẩy, biết rằng mình chưa hề quên người. Đã nhiều lần em cố xóa đi, nhưng bằng một cách nào đó mọi thứ đều quay trở lại. Với tình yêu phản nguyên, nỗi đau gấp bội. Mùa hạ oi bức, nổi tung trong em những giọt nước mắt đã kìm nén từ khi chia tay người. Trong một đêm 10 tháng 6, em đã chẳng kìm nổi mình mà gọi cho người và khóc nấc lên: tại sao lại đối xử với em như vậy? Đáp lại em chỉ có tiếng thở dài và câu hát từ đầu máy với người vọng lại: and if I told you that I love you, you may be thinking there's something wrong. I'm not a man of too many faces. Có lẽ người chưa từng nghĩ sẽ nhận được một lời chất vấn sau hơn 205 ngày không liên lạc như vậy. Hà không vương hoài giọt nắng, mùa thu lãng đãng trở lại, và người cũng như mùa thu trở về thành phố. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, dáng hình chưa hề khác đi. Em lại lần nữa để mình hóa thành thiêu thân, lao đầu vào ngọn lửa tình bất diệt, cùng người viết tiếp câu chuyện gian dở mà dở dang. Đi qua năm mùa thu ở thành phố này, hơn 1.400 ngày em ôm một niềm thương trong vô vọng. Em và người hợp rồi tan, tan rồi hợp như bánh xe số mệnh mãi xoay vòng. Mỗi lần nó dừng lại, em luôn tự nhủ đây sẽ là lần mình dứt khoát từ bỏ mối tình này. Đáp lại người chưa một lần níu giữ, em đã tự đặt giới hạn cho mình rằng nếu đến lần thứ 10 người vẫn không chọn em sẽ không yêu người nữa. Lại không có cách nào can đảm nói lần thứ 10. Có lẽ nếu ở một độ tuổi trưởng thành hơn, đi qua nhiều vấp ngã hơn, quen với sự chia ly hơn, em đã không khó khăn để quên người đến như thế. Nếu như gặp người ở độ tuổi 25, em sẽ chẳng chờ đợi mãi một đóa hoa thạch thảo không chịu nở, chẳng chờ câu ước hẹn đã nhạt dần trong tâm trí người hứa. Ngày hôm nay khi em cảm thấy mình đủ trưởng thành và bình tâm, em biết rằng thời gian đã làm thay đổi tình yêu và cả cách nhìn nhận tình yêu của em và người nhiều lắm. Em biết rằng thời hạn của mối tình này sắp hết, một phần thanh xuân của em sắp khép lại. Nhiều người hỏi em rằng liệu một ngày nào đó họ sẽ xuất hiện trong câu chuyện của em chứ? Nhưng người duy nhất xuất hiện trong câu chuyện của em lại là người chưa bao giờ hỏi câu ấy. Là người những mùa hè bất tận, những mùa thu đã xa, đồng xuân không trở lại của em. Rồi em sẽ hạnh phúc thôi. Đừng xem nặng tình yêu và cho rằng mình chỉ có được một trong hai. Em cứ nghĩ một cách đơn giản, giống như cách giản đơn mà em nghĩ về cuộc sống này. Em hãy cứ yêu và tiếp tục yêu theo cách mà em muốn, rồi em sẽ hạnh phúc thôi. Một cô gái trẻ có nhiệt huyết to lớn về công việc, em luôn quyết đoán dù là việc lớn hay nhỏ. Nhưng khi bất chợt gặp tình yêu, thứ mà em nghĩ sẽ khiến em hạnh phúc nhất đời, thì em lại bối rối về sự lựa chọn của mình. Em mắc kẹt trong ngã ba tình với vô vàn lời tự hỏi: em nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu? Liệu sự lựa chọn đó có đúng hay không?
Em biết không, người yêu em sẽ luôn tìm cách khiến em cười, sẽ làm những điều mà em muốn. Nhưng tình cảm mà họ dành cho em là chỉ cảm mến chứ không yêu. Họ có thể khiến em cảm thấy an toàn, biến mọi bộn bề xung quanh em tan biến. Nhưng liệu em có cảm thấy hạnh phúc không? Em có được sống với cảm xúc thật của em không? Em rất mãn nguyện khi được ở bên người mà em yêu, chỉ cần là người đó mà không phải một ai khác. Miễn là người đó thì em sẽ thấy hạnh phúc. Một người mà em dành hết tình cảm lẫn cảm xúc thật của mình, người đó có yêu em không? Em xem người đó là tất cả, là duy nhất. Nhưng người lại chỉ xem em là một phần nhỏ trong tất cả những gì mà người đó có. Có thể khi ở cạnh nhau em sẽ rất vui đấy, nhưng khi một mình trong căn phòng trống chỉ có em với ánh đèn, đôi mắt long lanh của em lại ngấn lệ trong nỗi buồn sâu thẳm. Trong em chợt thoáng những suy tư nặng lòng. Em nghĩ em đã rất hạnh phúc vì yêu, nhưng lại chợt nhận ra em không được yêu. Tình yêu em nghĩ em rất hạnh phúc vì nó, có lẽ thực chất nó chỉ là thứ tình cảm đơn phương, ầm mộng được người kia đáp lại. Tình yêu là sự tự nguyện của cả hai, là tình cảm đến từ hai phía, không cần phải cố làm bất kỳ điều gì mà chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ hạnh phúc rồi. Tình yêu cũng giống như một công việc làm ăn vậy, có nhà đầu tư thì cũng cần có doanh nghiệp, có người mình yêu thì cũng có người yêu lại mình. Cả hai cùng nhau vun vén và làm nóng ấm tình cảm. Trong cuộc tình này, em chơ vơ dưới ngã rẽ của tình yêu, em khóc thầm trong sự bâng khuâng của cảm xúc. Nhưng sau cùng, thứ em muốn không phải là sự lựa chọn đúng đắn, mà là một tình yêu hạnh phúc. Khi màn đêm dần buông xuống, không còn những thanh âm nhộn nhịp của tiếng còi xe, em đặt lưng mỏi nằm dài trên chiếc giường em, rồi hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm. Khoảnh khắc yên bình này khiến trong em thoáng nghĩ, giá mà em có thể yêu và được yêu theo cách mà mình muốn. Em ăn nặng những tương tư rồi lại bật khóc trong đêm tĩnh lặng. Em khóc vì rối bời, vì sự khó hiểu, cảm xúc không biết nên làm gì để bản thân thấy nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ à, em sẽ khó mà hạnh phúc nếu cứ phải xem tình yêu là điều mình phải lựa chọn. Em có quyền yêu và được yêu theo cách mà em muốn. Rồi em sẽ gặp được người mà chỉ cần nhìn thấy nhau là cả hai cũng đều thấy hạnh phúc. Em không cần phải lựa chọn giữa người yêu mình hay người mình yêu, mà em hãy yêu một người mà người đó cũng yêu em như cái cách mà em yêu họ. Đừng xem nặng tình yêu và cho rằng mình chỉ có được một trong hai. Em cứ nghĩ một cách đơn giản, giống như cách giản đơn mà em nghĩ về cuộc sống này. Em hãy cứ yêu và tiếp tục yêu theo cách mà em muốn, rồi em sẽ hạnh phúc thôi. Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình. Mong anh một đời an yên và vui vẻ, rồi một ngày nào đó khi nội tâm mình phẳng lặng, em sẽ lại có thể bình thản đối mặt với anh như một người bạn, một người thương anh. Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình anh nhỉ. Tạm biệt anh nha. Anh à, hôm nay em gặp cô ấy rồi, một cô gái hoạt bát, tươi sáng và vui vẻ. Trước khi gặp cô ấy, em cũng không biết mình nên mang theo tâm trạng như thế nào. Phẫn nộ cùng tức giận tột độ, buông ra những lời khó chịu, hay bình thản mà chăm chọc mỉa mai, hay yếu đuối oan ức mà tìm kiếm sự đồng cảm. Dù là tâm thế nào thì bản thân em vẫn cảm thấy có chút kháng cự. Thế nhưng gặp nhau rồi, vậy mà lại có thể bình thản nói chuyện với cô ấy. Không có cãi vã, chửi bới, khóc lóc hay cầu xin. Em và cô ấy là như hai người bạn có chung một điểm là anh để tâm sự. Cô ấy tự giới thiệu về mình, không khác cách anh giới thiệu cô ấy với em, cũng như cách mọi người vẫn thường dùng khi nhắc đến mối quan hệ của hai người. Là một người đồng nghiệp của anh. Như thế nào là một người đồng nghiệp? Em biết chứ, một người đồng nghiệp sẽ không có ánh mắt giống như của cô ấy khi nhắc đến anh. Em chắc chắn sẽ không ghen với một người đồng nghiệp, nhưng em sẽ ghen với một đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt như cô ấy. Thế nhưng dù có ghen ghét hay tức giận đến đâu, em cũng không thể không thừa nhận em vậy mà lại đi ghen tị với cô ấy anh à. Không phải bởi vì anh quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Em ghen tị với cô ấy bởi vì cô ấy chỉ là một người bạn, một người đồng nghiệp, lại có thể ở gần anh như thế, cùng anh đi qua những cột mốc quan trọng mà em không cách nào có thể một lần nữa cùng anh trải qua. Cô ấy có thể ở bên anh những lúc anh cần một chỗ dựa, trong khi em lại cách anh thật xa. Cô ấy vậy mà có thể quan tâm anh theo cách mà em không thể. Một khi đối diện với cô ấy, em cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn. Em tự cho mình tư cách là người yêu của anh, vậy mà em còn chẳng chăm sóc và thấu hiểu anh được như cô ấy. Điều đó làm em cảm thấy mình mới là kẻ mạo danh là người yêu anh.
Thế mà em lại bỏ rơi anh vào lúc anh đau khổ nhất. Thế mà em lại không ở cạnh anh vào những lúc anh cần em nhất. Vinh vào những dòng tin nhắn: anh không sao, anh ổn, em đừng lo, em cứ tập trung cho công việc của mình, mà em đã thực sự tin rằng anh ổn. Bởi vì lý do sau này em sẽ bù đắp cho anh, em phát triển sự nghiệp để sau này sẽ lo cho cuộc sống hai đứa tốt hơn. Em tự xoa dịu đi những áy náy ở trong lòng mình. Em tự cho rằng những khó khăn ấy em đã tự vượt qua được thì anh cũng sẽ kiên cường vượt qua. Em tự cho rằng bản thân không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt hay để ý tiểu tiết thì anh cũng cảm thấy giống em. Em tự cho rằng bản thân mình không cần thì anh cũng sẽ không để tâm. Em tự cho mình là người hiểu rõ anh nhất. Thế mà em lại quên mất anh của hiện tại đã không còn là anh mà em biết của ngày xưa nữa rồi. Thế mà em lại quên mất người yêu em cũng muốn được an ủi, cũng muốn được yếu lòng với em, cũng muốn chia sẻ với em những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cũng muốn cùng em đi qua những thăng trầm. Thế mà em lại không biết có những chuyện một khi đã lỡ có bù đắp bao nhiêu cũng là không đủ. Em đã luôn nghĩ anh sẽ luôn ở đó đợi em, chỉ cần em quay đầu lại sẽ trông thấy. Em đã ý lại sự nhường nhịn cùng bao dung của anh mà để anh đợi đến hao mòn. Là em bỏ lỡ anh thật nhiều lần, vậy mà anh vẫn rất tốt với em. Mọi thứ hết thảy đều diễn ra như thường lệ. Chúng ta vẫn lặp lại những đoạn hội thoại, những lời quan tâm như một thói quen. Chỉ là dường như là có những chuyện anh có thể thoải mái nói cho cô ấy, chứ không phải là em. Anh cũng không còn chia sẻ với em thật nhiều chuyện nhỏ nhặt trong ngày nữa. Giống như là thay vì hỏi em thích gì, anh hỏi cô ấy nên tặng em quà gì vào ngày kỷ niệm. Thay vì hỏi em muốn đi chơi ở đâu, anh hỏi cô ấy nên đưa em đến những nơi nào. Em cũng không biết mình có lập trường gì để trách anh không, nhưng rõ ràng một người ngoài lại hiểu em hơn người đã ở bên em thật nhiều năm. Em biết đó là kết quả của một chuỗi những dòng tin. Em đang bận, em đang hợp, lát em gọi sau, tùy anh, thế nào cũng được. Và những cuộc điện thoại mà chỉ có giọng anh tỉ tê kể chuyện, còn em yên lặng ậm ừ đáp cho qua. Chính em đã từ từ mài mòn dần sự kiên nhẫn, tiêu hao hết những tình cảm anh dành cho em. Chính em đã tự phá hủy đi cơ hội quay đầu của mình. Vậy em lấy tư cách gì để trách anh và cô ấy đây? Có một ngày vô tình theo một chủ đề mà mọi người thảo luận trên mạng xã hội: nếu đang có người yêu nhưng gặp được người phù hợp hơn thì phải làm như thế nào? Em đã tự hỏi có phải anh cũng đang băn khoăn điều này hay không? Có phải cũng có những ngày anh thật rối rắm khi giằng co giữa em và cô ấy hay không? Em không biết với anh định nghĩa như thế nào là người phù hợp hay như thế nào là phù hợp hơn. Nhưng em biết chúng ta bắt đầu không phải bằng hai chữ phù hợp này. Chỉ từ những rung động và cảm xúc ngây ngô của tình yêu đồng. Vì trải qua quá trình gắn bó lâu dài mà trở nên thấu hiểu, là nhờ sự thấu hiểu bao dung mà đi với nhau được một quãng đường dài. Chỉ là bây giờ khi những rung động và cảm giác yêu đương mãnh liệt qua đi, thì sự thấu hiểu ấy lại trở nên quá yếu ớt để kéo mình về lại bên nhau. Nếu như người yêu là người phù hợp hơn thì sẽ thật tuyệt, đúng không anh? Bạn bè chung của hai đứa vẫn thường hỏi em còn yêu anh không? Yêu chứ, làm sao có thể vì những yếu tố bên ngoài tác động, nói hết yêu liền hết yêu ngay được. Em có thể thẳng thắn thừa nhận cho đến bây giờ em vẫn còn yêu anh. Có chăng chỉ là tình yêu ấy đã ít đi nhiều, đã bị che lấp và chèn ép bởi thời gian, những sóng gió của cuộc đời và bởi chính sự ích kỷ của bản thân em. Hoặc là nó đã chuyển hóa thành một dạng khác, không mãnh liệt và nồng nhiệt nhưng bền bỉ và vững vàng hơn cả tình yêu. Em vẫn thương anh thật nhiều, vẫn luôn muốn thật dịu dàng và thành thật với anh. Bởi vậy nên mỗi khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra, em lại thấy lòng mình thật chua xót. Thật không ngờ chuyện tình mình vậy mà lại đi đến một ngày em chẳng còn muốn biết ai là người yêu trước, ai yêu ai nhiều hơn. Thay vào đó em lại hoài nghi ai sẽ rời đi trước, ai ở lại sau cùng. Anh có biết người ở lại và người ra đi ai sẽ buồn hơn không? Em cũng không chắc nữa, em chỉ biết bây giờ là người ra đi em thật sự không vui. Nhưng suy nghĩ thông suốt rồi, em lại thấy có một người như vậy ở bên cạnh thay em chăm sóc người em thương cũng không phải là chuyện gì đó quá tệ. Với em không có người đến trước, người đến sau, chỉ có người được yêu và người không được yêu, người rời đi và người ở lại. Em là người đến trước, cũng là người được yêu, nhưng có lẽ em không thể là người ở lại rồi. Cô ấy ở lại sẽ là một hồi kết tốt hơn cho câu chuyện ba người chúng ta, đúng không anh?
Bởi chuyện chúng mình vốn dĩ không có sự xuất hiện của cô ấy cũng đã thật mệt mỏi anh nhỉ. Em cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi, hóa ra anh vì em đã nhẫn nhịn nhiều như thế, đã bỏ qua nhiều thói quen và sở thích của bản thân để hòa hợp với em, đã cố gắng tự vuốt ve cái tôi của mình để chung túng cho em nhiều như vậy. Mối quan hệ này đã xuất hiện thật nhiều vấn đề. Chuyện của hai người vừa hay là một lý do đủ lớn để anh và em suy nghĩ tiếp về việc đi tiếp hay dừng lại. Nói không chừng cô ấy không xuất hiện chuyện của mình còn dây dưa thêm một đoạn thời gian đến khi cả hai sức cùng lực kiệt rồi là kết thúc giữa một đống tình cảm vỡ nát hoang tàn. Em không thể tiếp tục vì sự ích kỷ, lòng chiếm hữu cùng sự vô tâm của mình mà cướp đi quyền được người yêu quan tâm chăm sóc, được chia sẻ và yêu thương của anh được. Chàng trai của em là một người tốt đến thế kia cơ mà. Vậy nên mình dừng lại anh nhé. Anh đừng cảm thấy có lỗi với em. Anh đã yêu em, đã chờ đợi, đã bao dung và tổn thương đủ nhiều rồi. Là em không tốt, cũng không còn lý do gì để tiếp tục nhận được tình yêu từ anh nữa. Anh cũng đừng cảm thấy nặng nề với tình cảm của mình. Không phải là anh thay lòng đổi dạ, là chúng ta cùng nhau thay đổi. Anh cũng đừng cảm thấy áy náy vì những lời hứa của mình. Ngay từ đầu anh cũng không hứa sẽ bên em suốt đời, chỉ hứa sẽ yêu em thật dài lâu. Cho đến bây giờ, 8 năm cũng chưa thể tính là thật dài lâu. Nhưng cũng không phải là anh thất hứa đâu anh, là em đã khiến anh không giữ được lời hứa của mình. Anh cũng đừng tự trách vì đã làm tổn thương em. Dù em tổn thương thật đấy, nhưng em không muốn anh phải nếm trải cảm giác còn đau đớn hơn cả tổn thương mà em đã từng. Anh yên tâm, em không hứa sẽ không đau khổ, nhưng em hứa em rồi sẽ ổn. Em không hứa sẽ bình thản đối mặt, nhưng em hứa em sẽ mạnh mẽ vượt qua. Em hứa em sẽ hạnh phúc mà. Em không đủ cao thượng để chúc phúc cho anh và người mới, nhưng em hy vọng anh sẽ không bỏ lỡ người trước mắt. Hy vọng anh tìm đúng người. Cô ấy sẽ đồng hành với anh quãng đường xa hơn. Hy vọng cô ấy sẽ thay em yêu anh thật tốt, cho anh một tình yêu dịu dàng mà bền bỉ giữa nhân gian. Một anh một đời an yên và vui vẻ. Rồi một ngày nào đó khi nội tâm mình phẳng lặng, em sẽ lại có thể bình thản đối mặt với anh như một người bạn, một người thương anh. Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình, anh nhỉ. Tạm biệt anh nha. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Thank you.